Và kính thưa quý vị, chương trình điểm báo của chúng tôi cũng như thường lệ vào ngày thứ ba với Huyền Trâm, với sứ ngôn viên Huyền Trâm. Đôi khi là mình ngu ngơ. Anh cứ đi đi. Tìm một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa. Khi thương ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy anh trong tay cùng người khác ngây, sao em quên được khoảnh khắc đây? Anh bên ai hạnh phúc như vậy? Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi. Xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi, anh cứ xa em và đừng ngóng nghĩ. Hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn vì hơi thở đau, từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã dần khuế sâu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu em nên xin anh cứ đi đi, bỏ mặc em. Rồi, thôi được hơn nha. Và kính thưa quý vị, tiếng hát của sứ ngôn viên Huyền Trâm trong điểm báo ngày hôm nay, cũng như quý vị thấy một khuôn mặt rất là mới lạ trong chiều hôm nay để gửi đến quý vị. Và cũng giới thiệu đây là một người sứ ngôn viên trẻ tuổi và sẽ chuẩn bị cho chương trình Việt Mỹ Television vào đầu tháng 10 với channel 14.6. Xin quý vị hãy share like và ủng hộ cho sứ ngôn viên Huyền Trâm đã có mặt trong chiều hôm nay với điểm báo Việt Mỹ Newspaper. Trâm xin kính chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay rất là vui được làm cái chương trình điểm báo cùng với anh David. Thì đầu tiên là chúc mừng cho anh David là mình sắp có cái đài truyền hình Việt Mỹ sắp ra đời trong 2 tuần nữa. Rất là cảm ơn em. Dạ. Thì bây giờ thì chắc Trâm mời anh nói sơ về cái đài TV của mình được không? Kính thưa tất cả quý anh chị em trên diễn đàn cũng như Huyền Trâm, thì thật sự cái chương trình đài truyền hình 14.6 sắp ra đời, thì trong cái dự định rất là nhiều chương trình, rất là nhiều món ăn tinh thần để đem đến cho quý vị đồng hương tại Nam California cũng như tất cả quý khán giả trên Hoa Kỳ. Thì những cái tiêu đề được đem vào trong cái đài truyền hình chúng tôi kiểm duyệt rất là kỹ, chúng tôi chọn lựa rất là kỹ càng, tất cả những chương trình nào cũng có một cái ý nghĩa của nó. Mà đặc biệt mình có một cái sân chơi lớn nữa là về phim truyền hình. Thì hầu hết hồi xưa giờ chưa có những cái đài mà có làm phim để mà chiếu trên truyền hình. Thì đây là một cái cơ hội đầu tiên đài truyền hình Việt Mỹ sẽ thực hiện những cái cuốn phim video clip không có dài 20 tới 25 phút. Thì những cái món ăn đó thì rất là phù hợp cho tất cả những khán giả, những bạn trẻ, không phải bạn trẻ mà các chú các bác đang sống tại Hoa Kỳ. Dạ, thường thường thì phim Việt Nam á, ở bên hải ngoại của mình á, thì ít có điều kiện để mình thực hiện. Nhưng mà bây giờ thì anh David Võ sắp cho ra đời những cái bộ phim ngắn để mà gửi đến cho các quý vị Việt Nam đồng hương của mình ở hải ngoại thưởng thức. Thì trong thế đó là một điều rất là tuyệt vời anh. Với lại là cũng một sân chơi mới nữa. Mà như em cũng là một cái vai trong cái cuốn phim đầu tiên là... Ủa, em cũng có vai. Có cà phê một mình đó. Thì cái câu chuyện này rất là hay và cũng rất là lãng mạn. Và cũng thực tế trong cái đời sống của những người hải ngoại, những người Việt Nam đang sống ở đây. Thì cũng như quý vị đã biết, trong những ngày qua ca sĩ Khánh Trân cũng đã đem những chương trình này đến phục vụ cho quý vị rất là nhiều. Và hôm nay đặc biệt với một cái khuôn mặt khả ái, trẻ tuổi, cũng là một sứ ngôn viên của đài truyền hình Việt Mỹ sắp tới đây, thì xin quý vị hãy trước hết thì hãy ủng hộ cho tinh thần cho một sứ ngôn viên mới của đài truyền hình Việt Mỹ. Quý vị hãy giúp giùm chúng tôi bằng cách share like để ủng hộ cho Huyền Trâm, để Huyền Trâm có cái tinh thần để mà phục vụ những cái món ăn đem lại những lợi ích cho cộng đồng của chúng ta.
Dạ, sẵn đây thì Trâm xin bổ sung anh David một chút xíu là đài truyền hình của chúng tôi sắp sửa ra đời. Thì nếu mà các bạn nào, các anh chị nào mà có hứng thú về làm về phim ảnh hay là bên đài truyền hình thì các anh chị có thể đăng ký việc làm, xin việc làm ở đài Việt Mỹ của chúng tôi. Bên đài của mình thì vẫn còn tuyển những cái những người như là xứng khung viên và hôm anh phóng đúng viên rồi, người mẫu quay phim vân vân rất là nhiều. Chúng tôi có đăng trên tờ báo Việt Mỹ. Dạ, và chúng tôi cũng nhận thêm vậy. Dạ, thì quý vị có thể tham khảo thêm. Và chúng tôi có nhận thêm bộ phận về về sale and marketing, một bộ phận về về giống như là giúp cho những cái content producer, những cái nhà đạo diễn để mà làm ra những cái sản phẩm cho cái đài truyền hình. Thì chúng tôi cũng welcome những cái bạn trẻ nào đã đóng góp về vấn đề những cái content trước đây thì hãy đến với chúng tôi để đóng góp một cái chương trình rất là đặc biệt trong đài truyền hình Việt Mỹ sắp tới đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu điểm tin ha anh David ha. Đúng rồi, bây giờ là quan trọng là cái điểm báo là mình có những cái tin tức rất là quan trọng trong trong đời sống hiện nay. Thì cái bản tin đầu tiên là mình nói về bầu cử nha anh. Ok, bây giờ là với trang đầu tiên là mình thấy một cái bài rất là hấp dẫn. Bầu cử tổng thống, dân Mỹ làm chủ. Wow. Ở Mỹ có ít có sinh hoạt chính trị nào mà ồn ào, binh chống, rùm beng, vận động ngày đêm, xài tiền như nước, tấn công nhau, múc mùa lệ thủy, dùng từ ngữ kinh điển cao siêu lẫn với những lời lẽ bình dân đường phố như là trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 4 năm một lần. Thì nói về bầu cử á, thì chưa bao giờ mà Trâm thấy cái kỳ bầu cử mà nó vừa rất là nhộn nhịp, nó rất là hào hứng, nó rất là vừa vui mà cũng vừa có những cái mặt drama nữa. Dạ, thì thật sự em là một người không có interesting về chính trị từ xưa đến giờ lắm, nhưng mà phải nói là trong mấy năm qua thì tổng thống Donald Trump là cái người mà tạo cái nguồn cảm hứng cho em. Wow. Dạ, thì chưa bao giờ em đi bầu mà cái năm đầu tiên mà ông 4 năm trước á, mà lúc mà ông tranh cử thì Trump đã thích ông ngay cái lần đầu tiên ông ra tranh cử rồi, mà lúc đó là nhủ với lòng là sẽ đi bầu cho ông, nhưng mà somehow không biết làm sao là lúc đó lại quên mất tiêu là đã thích ông ngay từ đầu rồi, nhưng mà đợt này thì chắc chắn là phải không thể để miss được cái cơ hội này. Vì sẵn em nói với cái cuộc bầu cử đang tranh đua vào tòa Bạch Ốc giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, thì sau pha cái đợt bầu cử này nó tạo rất là nhiều khó khăn cho cái vấn đề mà đi bầu. Thì trong những cái ngày qua, bắt đầu từ ngày tháng 3 là bên Vũ Hán đã tấn công cái con coronavirus để mà làm ảnh hưởng tới cái công cuộc bầu cử cho cái ông Trump đợt này. Thì vì sao em lại năm nay em chú ý đến cái cuộc bầu cử này mà em phải bầu cử trong Donald Trump? Có cái lý do nào thưa? Thực sự không phải là từ khi ông lên làm tổng thống thì Trump mới để ý ông, mà là ngay cái lúc mà ông ra tranh cử lúc ban đầu là bao nhiêu người chửi ông rồi ghét ông. Nhưng đúng thật rồi, sự Trump lại thích ông là vì Trump thấy được ở ông là có một cái điều ông dám nói dám làm, mà lúc đó ông chưa lên làm tổng thống. Nhưng mà cái này là cái quan ông điểm cá nhân miệng, cái quan điểm cá nhân của em thôi. Có nhiều người họ nói mạnh miệng nhưng mà mình biết cái đó là họ chỉ nói, nhưng mà không biết làm sao lúc đó là em nhìn là em thấy là ồ, ông này ông nói được thì ông sẽ làm được. Và em nhận thấy được cái tâm của ông, cái lòng của ông, là tại vì ông dám nói ra những cái điều mà nó rất là thực tế, nó rất là đúng. Nhưng mà những cái điều đó khi ông nói ra nó sẽ rất là nó không có good cho cái lúc mà ông đang tranh cử chút nào, nhưng ông vẫn nói. Thì những cái điều đó tự nhiên là em thấy rất là cảm tình và thích ông, là em tin là ông sẽ là cái người làm việc có tâm. Làm việc giỏi hay không thì mình không thể mình nhìn một người được, tại vì mình phải đợi thời gian mới chứng minh. Nhưng một cái người mà có tâm hay không á, mình có thể nhìn thấy được một chút. Đúng rồi. Dạ, cho nên là cái ban đầu là em thấy ông có một cái tâm và một cái tấm lòng trước. Rồi sau đó thì công nhận là khi mà ông lên làm thì có những người bạn của em ban đầu họ là rất ghét ông Trump. Nhưng sau khi ông làm được 1-2 năm
thì em thấy những người bạn đó họ quay lại thích ông hết. Thì lúc đó em cũng rất là ngạc nhiên, em còn hỏi họ nữa tại sao là anh chị lại, em nhớ lúc đó là anh chị rất là ghét ông, thì mọi người nói là ồ tại vì anh chị thấy là ông làm được việc quá, thành ra là bây giờ thích. Thì em cũng mong là cái lần bầu cử này mọi người sẽ bầu cho ông. Thì em thấy thường thường trong cuộc sống ai cũng thích nghe nói ngọt, chót lưỡi đầu môi, hầu hết để mà tạo cái tình cảm. Còn ngược lại thì ông Trump, ông rất là đối ngược với những lời lẽ như vậy. Thì hầu hết ông tạo cho người ta không có một cái first impression đầu tiên đó. Trong cái speech của ông đó, thì đầu tiên lúc mà ông ra tranh cử thì ông không tạo được một cái giống như là để cho người ta mến ông. Tại vì cái tâm người con, trời xanh tánh đã sinh ông Trump ra như vậy rồi. Ông không thể nào mà thay đổi cái tánh tình ông được. Thì ông, con người ông rất là ngay thẳng, trung trực. Thì con người trung trực là con người mà thật sự là con người có cái chí khí, hiểu không? Tại mà làm chính trị mình phải có cái chí khí nữa. Tại vì mình giống như là một người đi tu, mình tu cho ai? Tu cho thế nhân. Phải có cái tánh là không sợ. Không sợ. Và có cái lòng bi, thường thường bên Phật giáo thì có cái từ là bi trí dũng. Không phải đi tu mà là mình phải sợ hãi. Mình thấy người ta ngoài đường đau khổ rồi mình sợ quá, mình không dám tới mình giúp người ta. Cái đó không phải là đi tu. Đi tu nó có ba cái tánh để mà cho ta biết là bi và trí và dũng. Trong người ông Trump có những cái mẫu người như vậy. Nên nghĩ là ông năm nay á, thì Thượng Đế đó thì sẽ giúp cho nước Mỹ này để mà giải thoát cái nạn vừa rồi là coronavirus, và sẽ đặt ngôi vị ông Trump là một vị tổng thống kế tiếp là 4 năm nữa. Yeah. Thì anh cũng hy vọng như vậy. Thật sự anh ở Philadelphia bao nhiêu năm anh chỉ biết đó là dân chủ thôi, tại vì cái thành phố đó hầu hết là 90% là người dân chủ. Anh sống với người da đen rất là nhiều, ba đời thị trưởng là người da đen, nên cái thành phố là dân chủ. Mà năm nay anh phải giống như em, phải làm sao cố gắng cái lá phiếu của anh và gia đình của anh để bầu cho ông tổng thống Donald Trump. Yeah. Tại vì mình là dân chủ chứ mình là không phải là tuyên thệ để theo đảng. Mình có thể có quyền bầu cho ai, bầu ông nào tốt thì mình sẽ bầu cho ông đó, chứ không phải mình là theo đảng là mình cho dù cái ông tổng thống sai mình phải theo ông. Mình có trí tuệ, nước Mỹ là nước tự do, không ai mà cản bước ai, không ai ép ai được. Mình nhìn ra cái ánh sáng, mình có cái nhận thức thì mình có quyền trao lá phiếu mình cho ai, không ai có thể mà nói gì mình được hết, you know? Thì mà cũng nhờ ông Donald Trump mà em cũng tìm hiểu về chính trị một chút xíu. Thật sự ra hồi xưa giờ không có thích thú về chính trị lắm. Cho nên nói em là dân chủ hay cộng hòa, thật sự từ xưa giờ em không có màng đến. Nhưng mà ông Donald Trump là cái nguồn cảm hứng, là cái người mà làm cho em cảm thấy em tìm hiểu về chính trị một chút. Mà rất là mừng có một vị tổng thống đã chỉ tay về Vũ Hán mà nói thẳng đây, đây cái con virus này nó đến từ Vũ Hán. Không ai dám nói hết. Ông dám làm những cái anh điều. Anh chưa nghe một ông tổng thống nào trên thế giới này nói là con virus này, trước tất cả các ông trên thế giới, là nói con virus này đến từ Vũ Hán, China. Ông Trump là một người đầu tiên dám ăn, dám nói. Anh phục là cái đó đó. Dạ, ông dám làm những cái điều mà không ai dám làm. Đúng. Giống như tất cả mọi người đều thấy cái sự việc nó là như vậy, nhưng không ai dám lên tiếng. Giống như em thấy ở Việt Nam nhiều chuyện xảy ra. Có ông có một ông chủ tịch nào dám lên nói về Trung Quốc? Em có bao giờ có nghe chưa? Thực sự trên thế giới này không ai thích Trung Quốc hết, nhưng mà có điều là không ai dám lên tiếng. Ai dám nói. Nhưng mà em để ý một điều như vậy là mỗi lần mà ông Trump ông lên tiếng về một cái vấn đề gì đó về Trung Quốc hay là về bất cứ cái vấn đề gì mà thực sự ra là mọi người đều thấy không ai dám nói, khi ông lên tiếng một cái là bao nhiêu người là họ coi như là hào hứng là họ nói theo, giống như là luôn luôn phải có một người leader. Cái đó là tạo một cái cảm hứng để phân biệt được đâu là kẻ thù, đâu là thù, đâu là bạn. Không thể nào lấy một cái người mà mình đã giúp kinh tế cho họ phồn vịnh rồi họ đánh lại bằng cái đồng tiền đó để mà trả đũa lại một cái đất nước mà vô tâm như vậy. Mình giúp cho họ để mà cải thiện kinh tế. Cho tới ngày hôm nay là stock và kinh tế họ lên rất là cao, công ăn việc làm trên 1 tỷ mấy người, họ rất là thịnh vượng. Mà vì sao họ phải làm những cái chuyện như vậy? Ác nhân ác đức, em hiểu không? Họ là lấy đi biết bao sinh mạng, lấy đi biết bao nhiêu cái sự lo âu của biết bao nhiêu đời sống con người trên cả thế giới này trong thời gian vừa qua đó. Mà trời chiếu đất á. Dạ, mà em thấy em sống ở Mỹ trong một thời gian thì nó lâu lắm thì cũng phải lâu lắm nhưng mà cũng không phải là ngắn. Thì đây là cái thời điểm lần đầu tiên mà em cảm nhận là mình có cái cảm giác lo sợ đó.
Mình lo sợ cho cái xã hội, cho cái cuộc sống của mình ở Mỹ. Chứ xưa giờ là mình nghe nói mình ở Mỹ là một cái đất nước nó lớn nhất thế giới rồi. Có gì đâu mà mình sợ cái đất nước Mỹ là nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất. Đúng rồi. Nhưng cái thời điểm này thật sự em mới cảm giác là em lo sợ, không phải lo sợ cho bản thân em, mà em lo sợ cho nước Mỹ nó. Tại vì em nói thật anh là em rất yêu nước Mỹ. Em yêu nước Mỹ lắm, thành ra em không, khi mà mình yêu một cái gì đó mình trân quý nó, mình không có muốn nó bị hư, nó bị bể, nó bị trầy xước một cái chút gì. Đúng hết rồi. Cho nên em muốn bảo vệ nó, nhưng mà thật sự là mình muốn bảo vệ nó thì đương nhiên là mình phải tìm hiểu về chính trị một chút xíu. Đúng. Dạ. Vậy là mình nhỏ bé mình không làm được gì, nhưng mà không, hôm nay Huyền Trâm có những cái lời nói rất là chững chạc về vấn đề mà tìm hiểu xã hội cũng như là về tìm hiểu về chính trị đó, thì nó cái cuộc sống về xã hội, kinh tế, chính trị nó gắn liền với nhau. Nếu xã hội mà ai cũng sợ chính trị hết, tại vì chính trị nó đi liền với kinh tế, nếu chính trị mà sụp đổ thì nền kinh tế cũng phải sụp đổ. Đó, nên chúng ta phải đừng nói là mình phải involve vào để mình tìm hiểu và có sự nhận thức để mình phân biệt ra cái nào tà, cái nào đạo. No, mình sẽ giúp cho những cái người mà lãnh đạo tốt á, thì mình sẽ hết lòng để giúp cho họ để cải thiện lại cái đời sống kinh tế và đem lại cái hạnh phúc cho gia đình. Đó là cái người dân mình phải nên làm. Đó. Thì em cũng mong là sau này dù là không phải ông Donald Trump hay là sau ông Donald Trump, thì em cũng mong là sẽ có những cái vị tổng thống sau này, họ sẽ cũng là những cái người có cái tâm, có cái lòng yêu nước giống như ông vậy. Bởi vì em nghĩ là khi mà mình có cái tấm lòng trước, mình làm một cái việc gì với cái tâm của mình á, thì sẽ cái việc nó sẽ tốt. Nó không tốt nhiều nhưng nó sẽ tốt ít. Chứ còn nếu mà mình làm việc mà mình không có cái tâm, mình chỉ nghĩ cái lợi ích của mình á, là nó nguy hiểm lắm. Nó nguy hiểm lắm luôn. Như vậy là so far thì hôm nay một cái tiếng nói của em đến tất cả các bạn trẻ trên diễn đàn cũng là một cái mà để người ta impress, rất là impress về cái ngày đầu tiên mà em nói em là người trẻ nhất, mà bây giờ em phải nghĩ để mà làm sao. Dạ, cũng không trẻ lắm. Cái này là ý kiến riêng của em thôi nha quý vị. Ok, rất là tốt. Và mình đi sâu vào một vấn đề nữa là một bài viết Tỏ lòng thương tiếc kẻ thù của Giang. Tập đang khởi màu một cuộc chiến với Giang. Màu là màu Trập Đông á. Và một cái chương trình điểm báo chiều hôm nay cũng rất là nhiều cái tiêu đề rất là đặc biệt. Bây giờ bên Huyền Trâm có cái tin nào đặc biệt hot news cho cái tờ báo ra ngày hôm nay không ạ? Hot news hả? Em không biết cái nào là hot news, nhưng mà chỉ biết cái tin nào là mình thích thôi. Thì bây giờ thì bây giờ có cái tin này nè, Trâm cũng thích lắm. Nói về thiền đó anh David. Cái này thì Trâm nghĩ là nên chia sẻ với mọi người nè. Ok. Là tại vì bây giờ con người của mình ai cũng quan tâm đến cái sức khỏe. Trang mấy vậy em? Đây. Đây có cái tờ giấy này nè. Dạ em có à, nốt vào mà không biết nó đâu mất tiêu rồi. Đúc tượng. Thiền định đây, trang 9 á anh. Trang 9. Dạ. Đây. Tại vì em là một người rất là quan tâm đến sức khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình muốn yêu đời, mình muốn đi chơi nhiều, phải hay mình khỏe, muốn làm việc nhiều, bất cứ cái gì mình muốn trong cuộc đời này thì mình cũng phải có sức khỏe trước. Yep. Cho nên là sức khỏe là điều đầu tiên. Bây giờ có cái bài này hay quá. Cái bài này nó tiêu đề là Thiền định mang lại cho con người 4 thay đổi thần kỳ. Trong đọc sơ cho mọi người nghe nha. Mới đây thì tiến sĩ Lee Weiss, một chuyên gia nghiên cứu về thiền tại Đại học Stanford, bà cho biết là thiền có thể mang lại cho con người 4 thay đổi thần kỳ. Ngồi thiền sẽ giúp giảm lo lắng, giảm trao đổi chất nè. Rồi, nhưng mà có một điều như vậy, nếu mà quý vị ngồi thiền trong cái điều kiện thiếu không khí thì sẽ làm cho cái nhịp thở của mình chậm lại nè, rồi làm cho cái quá trình trao đổi chất của cơ thể đó sẽ bị không có tốt. Rồi như thế nào đây? Rồi ngồi thiền là một trong những cách hiệu quả để rèn luyện trí não, cơ thể. Dây thần kinh của con người có tính dẻo nên chúng ta có thể huấn luyện não bộ để tạo ra những phản ứng khác nhau, bla bla bla. Đây cho đọc ngắn gọn thôi.
Ngồi thiền cũng giúp tăng cường kỷ luật bản thân nè, thấu hiểu người khác. Ok, túm lại đó. Là khi mà thiền á, đầu tiên là em nghĩ là nó giúp cho cái con người của mình nhẫn nại hơn. Tâm mà, định. Dạ, nhẫn nại hơn là vì sao? Bởi vì em thấy là đa số con người của mình á, trong cuộc sống hàng ngày rất là bận rộn. Rồi có nhiều thứ stress, lo âu. Thì tất cả những cái điều đó trong cuộc sống á, nó dồn lại, nó sẽ làm cho con người của mình dễ cáu gắt, dễ bực bội. Nó không, tại vì stress quá thì nó không còn cái kiên nhẫn nữa. Đúng rồi. Thì cái thiền này á, nó rất là tốt. Mà cái thiền này hay một cái nữa là trong nghĩ là người lớn, người già, người trẻ hay là đàn ông, đàn bà gì cũng thiền được. Và nó tập cho cái tính của mình nó nhẫn nại, mà cái tính nhẫn nại là cái tính vô cùng cần thiết mà em nghĩ là em cũng phải cần học rất là nhiều. Dạ, tại vì em cũng là một người rất là thiếu kiên nhẫn. Thì anh thấy sau pha bây giờ thấy người ta cả đạo Thiên Chúa giáo họ cũng đi thiền rất là nhiều, thì thấy thiền họ ngồi họ tĩnh tâm, rồi họ có một cái sức mạnh nào đó thấy rất là hay. Dạ. Rồi nếu mà mình tập được thì rất tốt. Máu huyết họ lưu thông luôn và sức khỏe như họ trở lại giống như ngồi mà luyện võ công vậy đó. Dạ đúng dạ, rồi. Thấy rất là hay. Thì em cũng thích lắm, nhưng mà nếu mà nói bây giờ mà đi thiền thì chắc chưa tập được đâu. Dạ. Bây giờ là em chỉ có yoga thôi, nhưng mà cũng có dự định là trong tương lai, ví dụ 5 năm nữa nếu mà mình đã cảm thấy mình già già rồi, mình yếu rồi thì mới hai mấy mình tuổi chuyển. À? Dạ mười mấy thôi. Mấy hai mấy tuổi 5 năm nữa chưa mình, mình sẽ chuyển, em sẽ chuyển qua thiền. Tại vì những cái gì mà em thấy tốt cho sức khỏe thì em thích lắm. Thì hy vọng một ngày nào đó anh cũng sẽ nên thiền nha. Đúng rồi, anh cũng đợi 5 năm nữa giống như em vậy đó. 5 năm là anh mới 20 mấy tuổi thôi đúng không? Vậy à. Và một cái tiêu đề nữa rất là đặc biệt, mùa hè đỏ lửa, phi đoàn khu trục 518 Việt Nam Cộng Hòa nhập cuộc. Thì những cái bài mà David đọc trên đây thì có thể quý vị có thể lên trên website vietmynewspaper.com để đọc những cái bài rất là giá trị, giống như vừa rồi Huyền Trâm có giới thiệu một cái bài về thiền định đó. Những cái bài đó là một cái lesson, một cái bài học rất là giá trị trong đời sống của chúng ta. Thì trở về cái báo của mình thì em biết có gì đặc biệt không? Thì hiện tại đó là mình có cái tiêu đề, một cái chương mục là rao vặt miễn phí. Đó, cái rao vặt miễn phí, tại vì mình bắt đầu từ hôm tháng 3 tới giờ đó, tất cả những cái rao vặt giống như về cho mướn nhà, cho xe phòng, bán nhà, hoặc là những công ăn việc làm, mình đều hoàn toàn miễn phí. Bắt đầu từ tháng 3 tới giờ thì đã là 7-8 tháng rồi. Và một cái website mình tạo là vietmynewspaper.com, thì bà con có thể vào tạo cho mình một cái username và cái password, thì có thể tự đánh cái nội dung mình vào bất cứ lúc nào. Thì mình đã giúp cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong những thời gian qua rất là nhiều cái mà tiện lợi để mà mình có đóng góp một bàn tay cho cộng đồng Việt Nam ở đây. Thì đó là một cái đặc biệt của báo Việt Mỹ. Và sắp tới đây thì cái chương trình đài truyền hình Việt Mỹ Television là anh cũng rất là vui mừng được Huyền Trâm đóng góp về xứ ngôn viên cũng như những cái công việc làm ở tại tòa soạn báo Việt Mỹ và đài truyền hình Việt Mỹ. Thì đây là một cái cơ hội mà để được nhập cuộc với tất cả những anh em trẻ. Đặc biệt em cũng là một người đã làm truyền thông trong những năm qua đây, và có duyên được gặp lại em trong cái đài truyền hình Việt Mỹ. Dạ, đó là một cái vui mừng. Em rất là cảm ơn anh đã mời em về làm chung với anh, và anh cho em cái cơ hội em về đây đem được làm việc với tất cả các anh chị đây rất là dễ thương. Và biết đặc biệt cái gì là bà, giống như trong 30 tập rất là vui. Tại vì mấy anh, mấy chú, mấy bác là làm bao nhiêu năm gặp nhau hoài, riết nó già nua hết rồi. Nhìn riết chán quá 20 rồi. 20 năm làm trong gần trong nghề báo rồi nha. Cho không khí nó vui hơn mà. Còn lão hết, tự nhiên hôm nay có xuất hiện một cái cây, cây mang đây mang nhiều hoa quả tới cho anh chị em cũng như 30 tập cho tòa soạn. Thì giống như tòa soạn thấy có một cái tinh thần có người trẻ như vậy rất là hòa đồng với vui với nhau, người lớn thế hệ 3, thế hệ 2, thế hệ 1 làm việc chung với nhau mà hợp tình với nhau rất là khó chứ không phải là dễ. Mà hôm nay được một người trẻ như em vào cộng tác như vậy là một cái tin mừng, không phải cho tòa soạn báo Việt Mỹ cho 30 tập, mà tin vui này đem đến tất cả cho quý khán giả trong những ngày sắp tới đây. Em cảm ơn anh, thì em cũng hy vọng rằng là tất cả các anh em của mình sẽ cố gắng làm thật tốt cái công việc của mình để mà mình mang lại cái hãnh diện. Đầu tiên là mình hãnh diện đã, là mình đã mang được một cái, mình đã tạo dựng lên một cái đài truyền hình nó khác biệt một chút xíu, nó có những chương trình hay và có những cái chương trình giải trí
đến cho quý vị có thể xem nhiều hơn. Đó. Mà đặc biệt em không phải là sứ ngôn viên, tại hôm nay là lần đầu tiên nên bên âm thanh sao chưa có sửa soạn sẵn cho em, mà em đã cất tiếng hát như vậy trước biết bao nhiêu khán giả, bao nhiêu độc giả ở đây. Trời anh ơi, lúc nãy em tưởng đâu là anh nói em thử microphone, em ngồi em hát, em không hề biết là đã quay luôn. Vậy mới là hay đó. Trời đất ơi. Rất là tự nhiên mà cái sao cái điệu cái tông mà chưa có chuẩn bị mà chỉ vô là làm luôn này, rất là giỏi ha. Ca sĩ người ta đi hát chuyên nghiệp mà ta còn sợ, mà em rất là vững vàng như vậy là rất là tốt. Chính vì nghĩ là không có khán giả nào theo dõi cho nên là mới hát vô tư vậy đó. Mà cái tự nhiên như vậy là cái tạo một cái không khí gần gũi với khán giả. Cái đó là ta rất là trìu mến, rất là cảm nhận cái sự đóng góp của mình để mà dâng hiến cho cái tinh thần cho độc giả như cho khán giả Việt Mỹ. Hát hay không bằng hay hát nha quý vị. Đúng rồi đó. Và một cái tiêu đề rất là đặc biệt hôm nay, với một cái tiêu đề là bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc. Thì thường thường phụ nữ họ chú trọng vào cái vấn đề mà hôn nhân và gia đình, thì cái bài này có thể là bài viết của Phương Đan. Hay á, hay đó anh. Có thể là Huyền Trâm có thể phân tích một chút xíu về cái bài này. Đề tài này thì em nghĩ là lúc nào nó cũng thích hợp, và lúc nào cũng có nhiều người muốn chia sẻ, họ muốn nghe. Và đặc biệt hôm nay thấy em soạn bài rất là kỹ đó nha. Đó là anh David là thay ban biên tập là cũng là khen em lắm đó. Ồ em cảm ơn. Có một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trong vấn đề mà lên để mà gửi đến những cái bản tin. Đó là một cái sự chuẩn bị rất là tốt. Thật sự anh nhiều khi anh cũng muốn chuẩn bị những cái chương trình gì lắm, từ ăn mặc áo quần tóc tai, mà nhiều khi anh quá bận hàng ngàn việc em biết mà. Em hiểu là tại vì anh là phái nam, còn em thứ nhất là phái nữ, rồi cái tánh của em thì nó hơi kỹ, hơi chu đáo. Em làm gì là phải chuẩn bị trước, rồi phải cái tánh mà nó hơi cầu toàn một chút. Làm gì như vậy phải là rất là mừng em có cái tánh là nể trọng và tôn trọng. Một có, bởi vậy từ đó em có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Đúng rồi, tại em đó như vậy là quý vị hãy giúp anh em chúng tôi để mà ủng hộ cho một người mới sứ ngôn viên Huyền Trâm. Thì hãy share like. Anh ơi, không phải là ủng hộ cho em, mà em muốn mọi người phải ủng hộ cho đài Việt Mỹ TV của mình. Không, trong ngày hôm nay đặc biệt là em là người đầu tiên để anh thấy cái share like hôm nay thật là nhiều. Đó để tạo cái tinh thần và cái hứng thú. Trời ơi, hơi mắc cỡ hôm nay hát hơi mắc cỡ. Thôi đừng có share nhiều quá, để dành mai mốt share gấp đôi được rồi. Rồi ok, bây giờ là mình nói về bí quyết giữ hôn nhân nha. Trong đây em thấy tác giả viết có nhiều cái điểm rất là hay. Là như vậy. Trong nói ngắn gọn thôi nha. Là trong đó có sự là hãy dành quan tâm, chia sẻ nè. Rồi okay. Và thẳng thắn với nhau. Rồi có cái này hay nè. Không nên tự suy diễn trước những câu nói của người vợ hoặc người chồng. Đó. Ví dụ như hôm nay tự nhiên cái người chồng khen người vợ. Thay vì người vợ lâu lâu mới được khen thì mình phải cảm kích và mình phải cảm thấy vui. Nhưng mà đôi khi có cái suy nghĩ tiêu cực là ủa tại sao hôm nay ông lại khen tôi, ông có vấn đề gì hay là something wrong hay là có gì đó đó, thì cái đó cái điểm này em cũng rất là thích về cái bài viết này, là rất là thực tế. Rồi còn nữa là hãy duy trì sự gần gũi nè, cả trong và ngoài phòng ngủ. Nên dành thời gian quan tâm, bày tỏ tình cảm, gần gũi nhau thường xuyên hơn. Chia sẻ cảm giác và mong muốn của bản thân về bất cứ những cái gì mà mình mong muốn ở đối phương. Đúng anh. Tại vì á, trong tình cảm á, không phải trong tình cảm vợ chồng không, mà em nghĩ là trong bạn bè hay là trong công việc cũng vậy. Khi mà mình muốn cái gì mình nên nói ra. Tại vì khi nói ra cái người kia họ mới hiểu mình muốn cái gì. Để sau này á, họ biết, họ tránh, họ né, để nó đỡ phải mất lòng hay xích mích hay là mâu thuẫn. Tại vì người ta nói Việt Nam mình có câu là ngứa không nói không sao biết chỗ nào mà gãi. Rồi người ta gãi lung tung là cái chỗ ngứa thì không gãi. Thì đó nó còn tệ hơn nữa. Cho nên em nghĩ là cái sự chia sẻ và cái sự thẳng thắn với nhau nó rất là quan trọng. Có nhiều người cứ yêu hay thương rồi cứ im im không nói không rằng, hoặc là thích thì không thích gì cũng không nói. Rồi tự nhiên đùng một cái là coi như là xong. Đó thì cái sự im lặng nó không tốt. Phải nói. Cho nên chứ im lặng rất là đáng sau sợ này không?
Em sẽ không bao giờ em im lặng. Em không thích cái gì là em sẽ nói. Nhìn em là không bao giờ biết em im lặng rồi. Em là không thích giấu trong lòng nha. Em mà có gì không thích là em sẽ nói. Là cái đó là để mình hiểu nhau hơn, mình làm việc cho nó tốt hơn. Trong công việc cũng vậy, chứ không cần phải. Bởi cái người mà nói nhiều á là cái người cũng có energy lắm mới nói nhiều phải không? Thà có nhiều energy còn hơn là không có energy. Đúng em chọn cái dư, em không chọn cái thiếu. Bây giờ em thiếu energy với dư energy, anh chọn cái nào? Dư đi nha. Và một hôm đặc biệt hôm nay, một cái tin đặc biệt nữa là tin Việt Nam, khu dân cư ngập suốt 2 tuần ở Sài Gòn. Wow, ngập 2 tuần sao đi? Tháng 9 vừa rồi, 2 tuần. Đúng rồi, thường thường bên mùa bên Việt Nam á, thường sau tháng 7 đó. Tháng 6 hay tháng 7, thường trời hay mưa. Mưa Sài Gòn em biết rồi, một lần mưa ngập lụt dữ lắm. Nó lụt, nhiều khi đi tới những cái đoạn đường nó lụt rồi, cái mấy cái nước nó đen nó bám vô chân rồi, mày thấy nó cũng mất vệ sinh luôn. Em thấy là thường thường mưa lớn á, trong một ngày là nó đã lụt nó đã ngập rồi, chứ đừng có nói là 2 tuần sao mà nó buồn, nó sao á, nó khó chịu lắm. Cái tin này á làm cho em nhớ một cái thời thơ ấu của em hồi còn Việt Nam á. Cái nhà của em là lúc đó là ở trong hẻm, mà cái hẻm của em là nó bị trũng. Anh Việt Nam là cái đường đây thì cái hẻm là nó dốc xuống. Mỗi lần mà trời mưa một cái thôi, nó mới có 5 phút là cái nhà em á là nó ngập lên. Anh biết không? Nó sình á, khi mà mưa nó ngập là cái ống cống lên, sình nó đen thù lùi. Trời, em nói thiệt, mỗi lần mà em nghĩ tới cái khoảng thời gian đó là em bị khủng hoảng á. Hai em với má em mỗi lần mà đang đi đâu ra ngoài đường mà chỉ thôi mấy là rắc dụng mưa thôi. Vô nhà, mẹ con là quăng hết chạy về nhà. Lo lấy đồ chắn cửa để cho nó bớt cái sình vào, chứ không phải là nước nó không vào mà bớt cái sình. Tại vì khi mà nước nó rút xuống, trời, em nói thiệt đó, là dọn clean cái nhà là khủng hoảng luôn. Thì đó, cái cảnh Sài Gòn chưa có, họ chưa có một cái gì mới mẻ để mà làm cho những cái đường lạch, đường đồ để nước thoát. Cái hệ thống ống cống còn cũ quá. Với lại em nghĩ muốn làm lại á, thì cũng hơi khó, là vì em nghĩ kinh phí bỏ ra rất là nhiều anh. Chứ không có dễ đâu, không có ít đâu. Thì mà làm thì phải làm hết, đúng không? Nếu mà anh làm chỗ này, anh không làm chỗ kia thì nó cũng đâu có. Đúng rồi, làm hết nó cái không khu. Nó không có thông nước hoàn toàn nữa. Thành ra cũng hy vọng là trong tương lai có Việt Nam mình có kinh phí để mà thôi em ráng trúng số đi, rồi về đem một số tài chánh để về giúp cho. Được, anh nhớ cầu nguyện cho nhớ là cái đoạn đường em đi hồi xưa đó nha. Nhớ chứ, anh không bao giờ quên. Và còn cái tin gì đặc biệt nữa không em? Trời, em thôi em để cho anh chọn đi. Và bây giờ đi một vòng quanh tại phố Bonsai mình đi. Thì trong những ngày qua đó thì tất cả business họ đóng cửa rất là lâu, từ tháng 3 xong tới tháng 7 họ cho mở được cho đâu 1-2 tuần thì sau đó lại bị đóng lại. Thì trong khoảng thời gian đó thì tất cả những business họ rất là bị stress, họ bị tổn thương rất là nhiều, bị chia phối với gia đình, rồi làm ăn, tài chánh, tiền bạc, nói chung là ai cũng bị tổn thương, hầu hết là khoảng 90%. Thì tuần vừa qua thì đã tất cả các nhà hàng họ đã cho mở cửa từ 25% tới 35%, và ngoài ra họ có thể mở được bên ngoài. Thì sau pha nhìn chung thì những cái nhà hàng họ đã được đồng vào đồng ra có sự chi phí, thì đó cũng là một cái gánh nặng cho tất cả những cái nhà hàng Việt Nam ở đây. Tại vì em biết nhà hàng ở đây rất là đông. Một trong những nhà hàng Việt Nam đông nhất tại Orange County là người Việt Nam. Tại đa số người Việt Nam chiếm rất là đông trong cái Orange County này. Và một cái tin mừng nữa là tại Orange County cũng như San Diego, tất cả những cái tiệm nail đã được mở cửa. Thì em biết cái người Việt Nam mình hầu hết là chủ tiệm nail đã chiếm tới 70-80%. Mà cái tiệm nail mà đóng hoài như vậy đó là cái nền kinh tế trong cộng đồng Việt Nam mình thôi rất là yếu. Tại vì tất cả những đồng tiền mà những người thân chủ làm nail họ đi làm, họ spend ra tất cả cho cái cộng đồng của mình, về ăn uống, về tất cả những chi phí, tất cả những cái, tại Việt Nam quê nhà cũng vậy, thì tất cả những người thân họ cũng sống từ đồng tiền của người thân, và cái đồng tiền đó nó trải dài qua hết tất cả những cái dịch vụ tại Việt Nam, nó cũng ảnh hưởng cho đất nước Việt Nam rất là nhiều. Cái một năm là bao nhiêu tỷ đồng đô la của người Việt Nam mình đã đem về bên đó. Thì trong những ngày tháng qua em nghĩ là cái nền kinh tế Việt Nam mình cũng bị khủng hoảng, bởi vì cái số người Việt kiều, những người Việt ở đây họ không đi về Việt Nam nữa. Thì cái chi phí mà họ về một lần họ đi chơi như vậy đó, họ đem at least
3.000, 5.000 đô mà hàng mấy trăm ngàn người như vậy thì em biết cái khoản chi phí tài chính lên rất là cao, tạo cho cái đồng tiền tiền nó chạy vòng quanh trong cái đất nước Việt Nam mình á rất là tốt. Thì trong đợt vừa qua thì tại Việt Nam, tại quê nhà mình thì cũng rất là khó khăn vấn đề mà đây á, thì không có công ăn việc làm, còn bà con thì sống nhờ những cái đồng tiền mà mình làm ăn được mình gửi về. Thì vừa rồi cái đợt vừa qua thì mình sống tạm bợ nhờ cái đồng tiền của chính phủ, một số người đi làm thì được unemployment thì có cái tiền mà 600 đại khái tiền unemployment đó. Thực sự những cái tiền đó cũng không có là bao nhiêu hết. Đúng rồi, nó đủ, nó tạm thời đủ chi trả tiền rent, tiền đồ ăn thôi, còn những cái tiền bill khác rất là nhiều. Nhiều lắm. Đó, dạ. Thì sau pha thì bây giờ cũng phải nói là cũng tạm đỡ thôi chứ không đến nỗi là phải nói là quá đáng. Thì business mở cửa thì cái đồng tiền nó trở lại bình thường. Dạ. Thì cũng cầu mong trong cái tháng 9 mình chỉ còn 2 tuần nữa thôi, tháng 10, tháng 9 2 tuần nữa, thì sau cái tháng 10 thì có thể là nền kinh tế mùa lễ trở lại, thì tất cả những cái dịch vụ, những cái mà chi phí sắp tới, mo này nọ mở cửa ra, cái đồng tiền nó sẽ go cycle lại, thì hầu hết cũng đáp ứng lại cho cái đời sống của nước Mỹ. Em biết nước Mỹ kinh tế lấy lại rất là lẹ, còn những cái nước mà lạc hậu hay những nước châu Á, nền kinh tế mà lặp lại với họ rất là khó khăn, tại Mỹ là một cái nền kinh tế lớn, cái nền stock rất là cứng vững mạnh ở đây. Đó, thì nước Mỹ mà có gì ảnh hưởng nữa thì sẽ ảnh hưởng hết toàn thế giới. Đó. Em cũng mong là cái đại dịch này nó qua nhanh để mọi người có thể trở lại cái cuộc sống bình thường đó anh. Chứ em thấy nó đảo lộn quá, mình giống như là mình theo không kịp luôn. Mình cảm thấy mình bỡ ngỡ quá, đi đâu bây giờ nó cũng quá là bất tiện. Rồi một cái điều nữa mà em thấy là giống như là thường thường á, những người Việt Nam mình ở bên này á là đều có gia đình ở Việt Nam và đều gửi tiền về Việt Nam, giống như hồi nãy anh nói, thì bên này không có tiền thì bên Việt Nam thân nhân của mình cũng không có tiền luôn. Đúng rồi. Nó khổ như vậy á. Yeah. Thành ra bên này thì mình còn cầm cự được, nhưng bên Việt Nam mà ví dụ những cái người thân mà họ sống mà nhờ những cái đồng tiền mà gia đình gửi về á, thì em hỏi anh nó rất là khổ. Yeah. Cho nên là em cũng mong là kinh tế nó sẽ trở lại nhanh. Yeah. Yeah. Thì đặc biệt rất là nhiều tiểu bang đã mở cửa 100% rồi. Có những cái tiểu bang nào mà dân chủ đó thì nó rất là khó khăn. Cái đó là chuyện chính trị thì mình chỉ bàn luận vậy thôi, hiểu không? Yeah. Có một cái thắc mắc gì trong đó thì cái đó chắc quý vị cũng đã hiểu. Thì bây giờ là nó khó khăn trong cái đợt nhiệm kỳ này, hai đảng đang chạy đua vào tòa Bạch Ốc, thì nó có hầu hết nó đi cái chính trị nó nhiều mưu toan thủ đoạn lắm em. Bởi sometimes mình ba anh có nói là con làm gì làm đừng có đừng nhúng vào chính trị. Bởi vậy mình hồi nào cũng là một cái businessman thôi, và mình yêu nghề của mình là cái nghề truyền thông báo chí. Yeah. Mình chỉ nên hiểu chút đủ cũng đủ hiểu. Là nhà hiểu không, không hiểu thì cũng không được. Yeah. Nhưng mà phải nên hiểu một chút. Yeah. Xíu cũng phải có sự suy nghĩ. Yeah. Để tính toán cái thời cuộc đó em. Yeah. Tại cái gì mình phải có sự tính toán, làm ăn cũng vậy, họ phải có sự tính toán để làm sao mà thành công. Thì bên chính trị cũng vậy, mình cũng phải có một sự hiểu biết để mà mình prevent nó, hay là mình giúp họ, mình giúp cho bên nào cho nó thỏa đáng. Dạ thực sự thôi, đảng nào thì cũng có mặt này mặt kia. Dạ. Nó không có thể nào gọi là toàn hoàn hảo được, nhưng đúng mà rồi. Em chỉ hy vọng là dù là đảng nào đi nữa thì em cũng mong là cái người tổng thống, cái người mà lãnh đạo đất nước của mình cũng là một cái người tốt. Dạ. Đều là một cái người họ có cái tấm lòng yêu nước. Chỉ vậy thôi là mà đủ đặc rồi. Biệt năm nay là không biết đảng nào mà ráng cầu nguyện cho đảng Cộng Hòa. Vậy bây giờ thì đó, bây giờ chắc anh em mình cũng nói thẳng luôn, thì năm nay mừng, rất là tin, rất là mừng. Khoảng 90-95% người Việt Nam hải ngoại, mà không ngờ năm nay giới trẻ rất là nhiều. Ai cũng nói anh đi bầu cho ông Trump, rất là lạ, rất là lạ lùng. Dạ đúng đó. Rồi. Dạ, đúng rất rồi. Là ngạc nhiên, mà hầu hết tại vì cái giới trẻ thường thường họ đi học trong những cái trường đại học. Thì hầu hết những cái người mà giáo sư, professor đó, họ hay giảng về giống như là ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Tại vì Dân Chủ lúc nào cũng cho những cái scholarship tốt, cho những cái tốt cho cái đời sống của sinh viên. Thì ai mà, tại vì em đang học trong môi trường đó, em cần financial này, cần scholarship này, cần những cái tài trợ của tiểu bang hay liên bang hay là của nhà trường, thì ai cũng cần cái đó hết. Nên giới trẻ họ đi vào Dân Chủ rất là đông. Mà không biết năm nay có thể là họ thấu hiểu được tắc chắc từ lời cha mẹ. Tại vì cha mẹ họ nhìn rất là kỹ cái con đường đi như thế nào. Tại vì trong tham tuổi trẻ nó còn bồng bột á, nhiều khi họ chỉ biết lợi tức khắc thôi. Còn cái tương lai
không biết nước Mỹ sẽ về đâu, thì có chắc có lời cha mẹ dạy bảo nên người con họ phải, cái này là chuyện chuyện đại sự của đất nước Mỹ. Thật đó sự, em cũng tồn vong đó. Nếu mà năm nay mà bầu cho không bầu cho ông Trump á, thì nước Mỹ sẽ không biết còn vững về cái nền kinh tế hoặc là về quân đội hay về tất cả các mặt khác đó. Cái là rất là quan trọng. Thật sự những cái gì ông đang làm thì em thấy ông làm rất mà là tốt. Rất là nhiều nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ bây giờ hầu hết dân chủ đã đổi qua để ủng hộ Donald Trump. Đó, rất rất là đặc biệt trong năm nay. Đó, thì vừa qua em thấy cái con corona virus nó rất là tai hại, nó làm tan nát hết cả thế giới. Mà anh có biết em hay gọi corona là cái gì không? Em. Là con quỷ COVID đó. Con quỷ COVID. Quỷ sứ ha. Quỷ sứ, đúng rồi. Thì rất là tốt, cái này là có một cái phản ứng ngược rất là hay. Trong cái đợt vừa qua em thấy là cái nhóm mà Antifa đó, rồi Black Lives Matter, trong những cái cuộc biểu tình em đánh giá như thế nào? Em thấy hàng xóm họ điêu đứng hết tất cả những cái bi xịt họ đốt cháy. Nếu mà em là người công dân nước Mỹ, thật sự em yêu nước Mỹ, em thật sự một cho vì em thấy một cái cọng rác rơi ngoài đường em cũng nhặt lên nữa. Đúng là em là người con người văn minh yêu nước Mỹ, đừng có nói gì mình đi đốt làng đốt xóm. Cái loại người như vậy là không phải cái người trong nước Mỹ này. Những cái loại người như vậy là những người mà sống vô illegal, là không có giấy tờ hợp pháp. Họ ghét nước Mỹ, họ kỳ thị người Mỹ, họ mới làm những điều như vậy. Rồi họ bị một cái áp lực nào, một cái đảng phái nào phía bên ngoài để đẩy họ vào con đường đó. Nó có rất nhiều cái thủ đoạn trong cái đợt vừa qua. Em thấy không? Đó. Thì em thấy một cái điều nó đơn giản như vậy là khi mà mình ở một cái nơi nào đó thì mình phải yêu cái nơi đó. Mà chứ còn mà cái cảnh tượng mà chưa bao giờ mà em thấy Mỹ mà quá loạn như bây giờ. Rồi cái thứ hai nữa, em nhìn thấy cái cảnh tượng mà nhiều người họ đốt cái lá cờ anh. Đốt xe cảnh sát. Em thấy cái cảnh tượng đốt lá cờ em rất là bức xúc. Em nhìn em rất là thất vọng. Mà em cảm thấy em nói tại sao cảnh sát không có thấy cái cảnh tượng này mà bắt vào tù. Tại vì em thật sự em cũng không có rành về luật lệ bên Mỹ lắm. Nhưng mà nếu mà đốt về một cái cờ của quốc gia như vậy là em nghĩ phải có tội chứ. Và không anh? Không, em không biết luật. Nhưng mà em nhìn á, em nói thiệt là em nói nếu em là có quyền á, chắc là em ra lệnh là bắt nhốt tù á. Anh nghĩ sau cái đợt này đó thì hy vọng 199-100% ông Donald Trump được đắc cử thì nó có nhiều cái ban luật rất là tốt. Thứ nhất là đốt cờ nè, giống như là đi biểu tình làm loạn nè, đốt nhà và ăn cướp, ăn đốt làng đốt xóm như vậy đó, thì có một cái bộ luật rất là mới. Tại vì trong luật của Mỹ từ xưa tới giờ họ thoải mái cho cái người biểu tình quá. Đúng rồi, thành ra là những cái thành phần mà không tốt họ lợi dụng cái khe hở của luật rồi. Cho nên là họ phá như vậy thì thấy buồn ghê. Thôi trong cái gì cũng có cái khó, nó bó có cái khó khăn trong đó mới là con người nó mới nhận thức ra được. Nếu không có cái vụ vừa rồi thì cái người mà thật sự yêu nước Mỹ họ đâu nhìn ra được là đâu là tốt, đâu là xấu. Trong những cái đó, xấu thì cái, người cái ta xấu, mới nhìn những cái xấu gì á, cái đảng phái nào họ đó, những cái tổ chức nào họ đã lòi ra hết rồi. Nên như nó mà cái những cái số đó, con số đó nước Mỹ mình tính trên 300 triệu mà con số mà đi đốt làng, đốt xóm, đi phá đám, đi giật dây gì đó nó lòi ra mọi người nhìn rất là rõ. Đó. Đặc biệt là mình là người Á Châu mà nhìn rất là kỹ, không phải là người thật sự trong nước Mỹ, những người da trắng đó, họ là một cái người mà bản xứ họ nhìn ra được đó. Thì hy vọng là cầu nguyện làm sao cho nước Mỹ trở lại với cái phồn vinh. Hy vọng em luôn luôn cầu nguyện mỗi ngày, mong cho cả thế giới mau trở lại cuộc sống bình thường. Thì ngày hôm nay là những cái tin mà mình chia sẻ tới tất cả quý vị hết chưa anh? Hay là còn nữa? Thì thường thường là buổi chiều thì có Khánh Trân đây. Khánh Trân là hôm nay là hay hát, gửi đến cho quý vị nhiều cái bài hát rất là dễ thương của những người Việt, lính Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, ca sĩ Khánh Trân là ca sĩ, thành ra nếu mà show của Khánh Trân á, Khánh Trân sẽ hát nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay quý vị thông cảm là em không phải là ca sĩ, thành ra thôi em hát mở đầu này chút xíu được rồi. Bây giờ nên nói nhiều một chút. Anh sẽ thay thế để mà anh hát đi. Gửi đến một bài nữa để mà kết thúc chương trình chiều hôm nay. Tại vì chiều hôm nay anh em chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Tại vì chương trình đài cũng sắp đến rồi. Và hy vọng cái chương trình ngày hôm nay cũng đưa đến một cái sứ ngôn viên mới để quý vị chào đón một cái đài truyền hình sẽ đem đến cho quý vị trong tháng 10 sắp tới đây.
cũng như Huyền Trâm, một xướng MC, một xướng ngôn viên rất là mới của đài truyền hình Việt Mỹ Television. Và trong quá khứ cô cũng đã làm xướng ngôn viên rất là nhiều đài tại Nam Cali. Anh ơi, mình có nói cho quý vị biết là cái đài truyền hình của mình nó nằm trên băng tần bao nhiêu không anh? Nó nằm trên channel là 14.6. Đúng rồi. Dạ. Ngày nào mình on air anh hả? Ngày đúng là ngày mùng 1 tháng 10. Dạ, ngày mùng 1 tháng 10. Đúng rồi. Mong là quý vị sẽ ủng hộ cho đài Việt Mỹ TV. Và một bài hát này để gửi đến cho quý vị rất là dễ thương. Nhạc sĩ Từ Con Phụng qua bài hát Bây Giờ Tháng Mấy. So you can score 4-star hotels at 2. Nên em hát với anh Trương cho vui. Dạ em bè nha. Okay. Em bè. Bè mà nhận không ra bài hát là không phải tại em. Mình nghĩ bè là giỏi lắm á. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, lần đến ngàn mây trôi êm đềm. Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, trách nhau một lần thôi, tâm hồn mình đâu lẽ đôi. Bây giờ than mây rồi hỡi em đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ướt mơ. Mai đây em đưa anh đi về, mưa dần chiều nắng tàn, cho ướt lặn chúng mình. Em ơi thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vơi vơi để mùa đông mùa giá bờ vai mềm. Bây giờ than mây rồi hỡi anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em trời sao cho mình thương nhớ nhau. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi trăm, tao lo chọc nói cho vui nha. Em đang thưởng thức. Bây giờ than mây rồi hỡi anh đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ,
môi trắng đầy ướt mỡ. Mai đây ai đưa em đi về, mưa răng chiều nắng tàn cho buồn lạnh trùm mình. Em ơi thôi đừng hờn ăn nữa, nhìn nhau buồn vơi vơi để mùa đông bùa xa. Bờ vai mềm bây giờ than mây rồi hơi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ nhau. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ. Hay quá. Cảm ơn Huyền Trâm và cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe chương trình điểm báo của anh em chúng tôi chiều hôm nay với một người xứ hôn viên thật là mới mẻ trên đài truyền hình Việt Mỹ, Huyền Trâm. Cảm ơn Huyền Trâm rất là nhiều chiều hôm nay. Dạ em cảm ơn anh. Hôm nay mời em lên đây làm chương trình điểm tin lần đầu tiên, vui quá. Wow, mà rất là giỏi, em đã chuẩn bị bài vở rất là good anh. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình anh em chúng tôi chiều hôm nay. Chúc quý vị một buổi chiều rất là hạnh phúc, vui vẻ và sức khỏe dồi dào. Chúc một buổi chiều rất dinner thật là ngon miệng với gia đình. Dạ, Trâm xin cảm ơn sự theo dõi vừa rồi của quý vị và xin chúc cho quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui. Và xin chào quý vị, hẹn quý vị tuần tới.